Hi, hello, chào các bạn ha. Nay mình sẽ quay cho các bạn coi mình dán giấy con heo ha. Heo này mình vô một lửa rồi, mình dán giấy chuẩn bị mình vô cái lửa cho nó chín luôn ha. Cái này nó lú ra mà nó khét nên mình dán lên mấy bạn. Chớn. Mỗi bên là mình dán cái chỗ nào mà nó dễ bắt lửa dán lại. Tại vì mình vô cái lò lửa nó lớn. Với cái cụm giò này mình cũng dán luôn các bạn ha. Cái giò nó nè. Cái giò này mình sẽ dán mấy giấy này ở ngoài. Giờ mấy giấy bạc ở trong ha.
bên giò bên kia mình cũng làm vậy luôn á các bạn. Sau đó mình sẽ dán cái phần bên hông của nó, phần bên hông nó cũng dễ khéo. Có phòng hay không rồi dán sao mà cho nó ốp vô cho sát da các bạn, để nó lú rồi là nó chảy. Dán hai lỗ tai luôn rồi. Dán cái đuôi nó luôn ha. Này là mình lấy mỡ mình quét lên luôn ha mấy bạn. Mỡ mình quét lên mấy cái giấy mình dán. Cái đuôi luôn. Này quét mỡ luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy là mình dán xong ha. Giờ mình chuẩn bị mình đốt lửa lò ha mấy bạn. Đây, đốt lửa lò mình cho nó vô rồi chín là mình lấy ha. Cho các bạn coi ha. Này thì trong thời gian này thì mình đợi cho lửa nó tàn ha mấy bạn, lửa cái đốt củi trong lò. Thành than thì mình sẽ cho con heo vô. Thì mình quay cái lửa này là cho nó nổ. Nó nổ ra nó bong 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 lên đó. Cái lửa đầu thì mình quay cho nó săn lại. Cái đầu mình dán mấy cái phần mà nó lú ra nè, nó có thể bị khét nè. Đây là cha mình đang cào than ra chỗ cái miệng các bạn. Mình cào cho than nó dồn về phía miệng lò ha. Rồi bây giờ thì than lửa nó tàn các bạn. Giờ mình tiến hành mình bỏ con heo vô ha. Giờ mình ginh mình bỏ con heo vô. Cha mình sẽ cào than nó còn hồi nãy mình chưa có móc hết. Cào cho nó ra cái miệng lò. Dồn than về miệng lò. Nên mình để cái con heo thì mình để phía sau. Giờ mình sẽ để cái son mình hứng mở ha. Mở nó nhiều xuống ha. Đây, cha mình lấy cái son để xuống nè, để mình hứng mở cái heo nó nhiều quá. Đây, bây giờ mình với cha mình ginh vô nè. Rồi thì cái con heo này mà lửa đầy đủ thì mình để khoảng 1 tiếng 10 phút nha mấy bạn. Tiếng 10 phút, tiếng 15 phút là nó chín là mình lấy ra ha. Là cho nó khô á, người nào mà quay ăn á. Còn mà mình quay ướt ướt thì mình sẽ lấy ra nhanh hơn. Rồi sau 1 tiếng 15 phút rồi thì mình sẽ lấy con heo ra mấy bạn. Lấy con heo ra mình sẽ gỡ giấy, gỡ tâm với cạo mấy cái phần mà khét á, rồi mình giao cho khách ha. Này mình sẽ thu nhanh để cho các bạn xem ha, tại vì này mình làm nó hơi lâu. Đây khi mình lấy ra thì giờ mình sẽ gỡ giấy các bạn, cạo mấy cái phần nó bị cháy đi ha. Này là heo của anh khách, anh quen ăn nên mình không có dán giấy đỏ ha. Con heo sau mình quay mình dán giấy đỏ cho người ta đem về ta cúng á, quay con heo đó cho mấy bạn coi ha. Heo đó thì mình sẽ làm cho nó nằm ở cái tư thế khác để mình dễ mình bỏ nó lên trên cái sửng á, bỏ lên cái sửng cho người ta lấy về cái mâm á, mà cho nó lấy về nó cúng. Mình sẽ dán giấy đu với giấy lỗ tai luôn. Còn con này thì anh khách quay anh ăn là mình mới vừa ra là anh lấy luôn nè, anh đợi anh lấy luôn. Chứ thường là heo ra là mình phải đợi khoảng 15 phút sau cho nó hơi nguội rồi mình mới xuống, tại vì giờ này nó còn giòn lắm. Rồi đây mình đem ra cho anh khách luôn nè mấy bạn.